đi thử nha các bạn ơi. Rồi số 1 chạy lên đây đi. Trời, ai về tắt máy vậy? Đừng tắt máy nha. Xe 04 đi đà. Rồi số 1 dừng nghe, đọc hiệu lệnh là vô nha. Các bạn phải nghe xuất phát mới được vô nha. Xe 01 bắt đầu thi. Đó, bắt đầu thi kìa. Ai đập xe xong rồi đi vào phòng số 1 đi nha, không ngồi ở đây đâu. Hoàng Thị Liên lên số 3. Mình vào mình chú ý người ta chạy như thế nào là mình chạy được các bạn ha. À, chú ý quan sát là thấy người ta chạy rồi. Lên số 3 đi. Mình ghi nhớ ha, à, để mình vô mình chạy cho đúng. Xe 04 bắt đầu thi. Được thi thử mà thi rớt nữa thua á. Hết nước chấm á. Áo hồng lên số 2 đi. Các bạn đăng ký bao nhiêu vòng chạy đủ số vòng nha, các bạn bỏ ngang vậy là mất lượt chứ không có cho chạy nữa đâu đó. Đăng ký mấy vòng là chạy hết luôn. Xe 03 bắt đầu thi. Rồi lên đường về từ từ chạy. Ra kết quả cũng nghe đậu nè. Xe số 1 thi đậu. Xe 01 thi đạt. Đó thi đạt, xe thi đạt thấy chưa? Nguyên bài thi quay cho các bạn xem luôn á. Xe 02 bắt đầu thi. Xe 03 chạm vạch. Chúc các bạn mình thi tốt nha. Thi tốt nhớ tới tôi là được rồi. Thì Liên.